Mình muốn là các bạn sẽ luyện tập bài này như là một bài kỹ thuật ngón, rất là hay luôn đó các bạn. Nào, chúng ta hãy cùng đến Rush E với sự hướng dẫn của Mạnh nha. Hy vọng rằng là sẽ giúp cho các bạn đàn ngày càng hay hơn bài này ha. Rush E nghĩa là not me, vội vã, và càng lúc càng dồn dập lên, đúng không các bạn? Nên chúng ta bắt đầu từ mi nha. Đó, not me, chậm thôi. Rồi bắt đầu nhanh dần lên, nhanh dần lên từ nhỏ đến lớn, từ xa tới gần. Các bạn có thể chơi ngón 3 2 1 như thế này nè, giống như Mạnh nè. Đó, rồi bạn có thể chơi quặng 8 vào nha. Rồi lên một quặng 8. Đó, các bạn thấy không? Rồi sau đó chúng ta sẽ qua đến tay trái là đàn. Đó, la thứ. Tại vì bài này ở la thứ, còn mi nó là bậc năm của la thứ đó các bạn. Đó, các bạn có thể đàn là mi pha thăng sa thăng la. Đó, đàn rất là mạnh như vậy đó các bạn. Các bạn nghe nha, drum nha. Thế drum. Nhớ staccato nha các bạn. Drum, pong, pong, pong. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập trung tập vào tay phải trước cho Mạnh nha. Cho các bạn nghe nè. Mi 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 mi. Đó, chúng ta đàn theo móc đôi. Chúng ta là sẽ đàn là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Các bạn có thể chơi 3, 2, 1, 3, rồi 2, 1, 3, 2, 1 cũng được. Hoặc là các bạn có chơi 4, 3, 2, 1 thì nó cũng sẽ rất là dễ. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà hả, vừa vào thì chúng ta có thể đàn chậm thôi, không cần phải đàn quá nhanh đâu. Đó, đó, mi, fa, mi, re, mi, la, đô. Nào, mi, fa, mi, re, mi, la, đô. Thấy chưa? Rồi tiếp theo là re 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 do si re do 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 si la do si 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 fa si son mi, tất cả đều là staccato hết, các bạn nhớ nha. Mi. Rồi câu 2, chúng ta lặp lại 4 lần cái nhóm 4 nốt mi như vậy. Đó, cứ đàn như thế nha các bạn nha. Mi fa mi re mi la do mi la do. Re do si re do si la san si la mi do la fa mi re do si la san si la. Đây. Re do si la san si la mi do la fa mi re do si la san si la. Đó là xong rồi đấy. Các bạn thấy không? Rồi, câu 2 chúng ta lặp lại thôi, nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta đàn nhanh hơn một tí xíu thôi nha các bạn. Đó, nhanh hơn xíu thôi. Quan trọng của bài này là tốc độ, là đàn càng lúc càng nhanh hơn để các bạn có thể feel được là âm nhạc đó nó sẽ dồn dập hơn, và với những cái kỹ thuật ngón mà chúng ta có được thì càng nhanh chúng ta càng tốt, đúng không các bạn? Pam 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 pam. Yeah, xong câu 2. Rồi bây giờ nha, chúng ta sẽ qua đến phần điệp khúc là re do re mi fa mi re fa mi re do re mi a do si la si do re do si re do la. Đó, các bạn thấy chưa? Mi re fa mi, nhớ đàn staccato nha. La re fa mi do re si la do re si la và pom pom. Và các bạn nhớ là re do re mi này là chúng ta sẽ đàn hình chấm giật, đúng không? Re mi la do si la si do re do si re do. La pom re fa mi do re si la la pom pom. Yeah, coi như là gần hết bài rồi đó các bạn ơi. Dạ, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau qua bên tay trái nha. Thì bài này là la thứ đúng không? Nên chúng ta sẽ bắt đầu từ la thôi. Và các bạn nhớ là chỉ sử dụng những hợp âm chính là 1, 4, 5, 1, la thứ, rê thứ và mi 7 thôi. Và thỉnh thoảng nó sẽ có xuất hiện hợp âm bậc 6 là si trưởng là xong rồi đó các bạn. Các bạn nhớ nha, nó sẽ gồm có là pom, pom,
đó, nó cứ theo điều phát vậy thôi nè các bạn. Đó các bạn nhớ nè, đoạn điều phát rất là đơn giản, nhấn phách một và nhẹ cái phách này, đó nhấn phách một và nhẹ cái nốt thứ hai này nè, đó nhẹ cái nốt upbeat, nhấn vào cái nốt downbeat này, đó các bạn thấy không? Pum 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 re pop. Đó, qua si trưởng nè, rồi chúng ta qua mi trưởng, rồi trở về mi. Đó, rồi sau đó chúng ta có thể đàn những cái nốt hoa mỹ đây. Đó, để chúng ta tạo ra được cái màu sắc âm thanh cho cái bài nhạc của mình nha. Rồi, cái chỗ này là re, pom, 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 pom. Đó, bass liền bật đi xuống với re thứ, la thứ, bass đô, rồi mi 7, bass si. Đó, rồi la thứ trở lại. Sẽ là mi fa sol mi la la đó. Rồi còn cái đoạn mà re do re mi fa thì các bạn có thể là re do re mi fa nó gọi là thứ la ta ta pa pa là thứ đó, si là ti pa 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 la, rồi do do la tay trái cùng đờn với tay phải đây luôn. Re do re mi fa mi re fa mi re do re là thứ trở lại, qua re thứ, đó qua mi thôi, do re si la, rồi đến mi la, đó các bạn thấy dễ không? Rồi bây giờ mình sẽ ráp hai tay lại cho các bạn nghe để cảm giác được cái hiệu quả của âm thanh nha. Các bạn nhớ là tay trái staccato và tay phải cũng phải staccato lên luôn các bạn nhớ nha. Và chúng ta sẽ dùng ngón 4, 3, 2, 1 cho cùng một rít mi như vậy. Các bạn nghe nha. Đó, các bạn thấy không? Trơn á. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái đoạn nối là đó, các bạn có thể đàn hai tay như thế này rồi nâng lên, cũng là thứ thôi đó, chúng ta lên từ từ thôi, rồi sau đó rất là nhanh thì ở đây mình sẽ đàn là những cái tremolo, tại vì quá nhanh đó nên chúng ta phải đàn tremolo cho nên là với đồ mí và là vậy thôi. Rồi sau đó là còn tay trái thì hợp âm bình thường thôi, la thứ. Cái chỗ này là mi 7 đúng không? Thì mình có thể chơi là tay phải sẽ là son thăng rế với lại mi đó. Còn tay trái thì mình đờn mi 7 thôi. Trở về la thứ là đô với lại mi nha. Sau đó là si trưởng sẽ là fa thăng si với rê thăng. Lại cho các bạn nghe hiệu quả âm thanh nha. Rồi chỗ này hả, chúng ta có thể lên một quãng 8 để nghe nó hay hơn nè. Xong rồi. Lời khuyên của mình là các bạn có thể đồng quãng 8 cho nó hay. Đó.
Các bạn thấy không? Rồi sau đó chúng ta quay trở lại thôi. Nhanh nữa. Đó, bài này quan trọng nhất là rất nhanh càng về sau. Các bạn thấy không? Nào. Mi fa tăng son, mi la pầm. Rồi sau đó chúng ta lên tông. Kéo lên. Chúng ta sẽ lên tông chỗ này nè. Thì từ la thứ lên si giáng thứ thì tất cả các nốt các bạn phải lên nửa cung hết nha các bạn nhé. Thì cái chỗ này nó hơi khó ở chỗ là chúng ta lên nửa cung thôi. Tại vì chúng ta đang quen la rồi mà lên si giáng thứ thì nó hơi bối rối một tí xíu. Nên các bạn phải tập nha. Si giáng thứ thì nhớ là si giáng, re giáng, pha. Và nó có 5 dấu giáng ở đầu dấu hóa, ở đầu bộ khóa là si giáng, mi giáng, la giáng, re giáng, sơn giáng nha các bạn. Rồi còn tay phải thì chúng ta cũng sẽ phải đàn si giáng thứ luôn, re giáng, pha và si giáng thôi. Đó, và rất là nhanh. Đó, các bạn nhanh tập nha nào. Ở nhà tập tremolo rất là nhiều cho mình. Đó, si giáng thứ nè, tập tremolo rất là nhiều. Đó là hết bài rồi đó. Re do si re do mi re do mi re do si la do si fa re si sa fa mi re do si la do si. Đó, mình vừa đàn mình vừa hát lên, đó là cái cách mà mình luyện tập đó các bạn. Và chúng ta có thể tập chậm trước. Tập. Đó, si giáng thứ khó mà. Đó, các bạn thấy không? Sau đó là câu cuối cùng sẽ là mi giáng thứ nè, rồi qua si giáng thứ, bass re giáng, rồi qua pha 7 bass đô. Đúng không? Đó. Rồi si giáng thứ, rồi chúng ta qua pha và cuối cùng trở về si giáng thứ, pha trưởng trở về si giáng thứ. Rất là đơn giản vậy, chúng ta sẽ có là gì nào? Mi re do mi 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 re do si re do si la do si fa re do fa 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 fa. Bài luôn. Các bạn sẽ phải luyện tập rất là nhiều để cho ngón tay của mình ngày càng linh hoạt hơn, tốc độ nhanh hơn và ngày càng đàn cho nó phấn khích hơn. Và thậm chí là các bạn có thể vừa đàn mà không cần phải nhìn nốt nhạc luôn, vừa đàn mà vừa phiêu bồng như thế này nè, thì cái bài Rush In này nó mới hiệu quả như cái cách mà mình vừa mới thể hiện cho các bạn xem. Hy vọng rằng là cái piano tutorial này sẽ giúp cho các bạn đàn ngày càng hay hơn nha. Đặc biệt là Rush In này để gây wow cho tất cả mọi người lắng nghe các bạn chơi. Ok, chúc cho các bạn luôn luôn chơi đàn thật hay và nhớ đồng hành cùng với Mạnh Piano trong những video clip tiếp theo nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.